khác với những chiếc túi da, túi cói phổ biến trên thị trường hiện nay. Đây là những chiếc túi đẹp mắt được làm hoàn toàn bằng gỗ. Túi có thiết kế hộp chữ nhật với những lát gỗ mỏng ghép song song với nhau. Tuy gỗ rất khó để chế tác, nhưng những chiếc túi này vẫn được nhà thiết kế tạo ra những kiểu dáng lạ mắt và mang màu nâu sáng đặc trưng. Một số mẫu được cách điệu với nhiều màu sắc nổi bật. Các khán giả nữ có thể kết hợp với nhiều loại trang phục, đặc biệt là với những trang phục có chất liệu mềm mại và màu sắc rực rỡ, phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc đi biển. Tương tự với những chiếc túi thông thường, túi gỗ có thể đựng những vật dụng như điện thoại, mỹ phẩm, ví nhỏ, trang sức. Những chiếc túi gỗ như thế này còn giúp người dùng mang cảm giác gần gũi với thiên nhiên, mộc mạc nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Quý khán giả tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể tìm kiếm những chiếc túi gỗ độc đáo tại cửa hàng Xéo Sọ với giá từ 590.000 đồng cho đến 850.000 đồng trên một sản phẩm.